có phải anh định việc công trả thù riêng không? Cô để móng tay như thế, không những anh dễ làm lại đang bị thương lại mà đây, còn dễ làm người khác bị thương đó. Cô đứng yên đi ra. Sắp cắt xong rồi, Thanh Triệt. Cuộc sống mến yêu. Chuyển thể từ Cõi Trần Nhộn Nhịp tập của Bài Học Tấn Giang. Tác giả Bắc Khuynh. Hồng Trần cuồn cuộn mua một tặng ba đây. Tinh thần, hôm nay lại có mấy đơn liền. Tương lai tươi sáng đấy. Mình đã gửi khiếu nại người đàn ông Chô đánh giá kém lần trước rồi. Cậu không sợ anh ta rồi lại khiếu nại tiếp à? Loại đàn ông quá quắc như này không thể chiều theo ý anh ta được. Mình phát hiện ra gần đây cậu có thêm một luồng phong thái hào hiệp, kiểu thay trời hành đạo ấy. Xử lý hết đống hàng tồn lần này thì chúng ta phải liên kế hoạch cách vận hành cửa hàng chúng ta. Nếu đã quyết tâm thì chúng ta không thể người khác xem để người khác nghịch ta bán đồ vớ vẩn được. Mình cho cậu xem này, bản kế hoạch dài thế. Trước kia bận quá nên có nhiều chuyện chưa làm. Bây giờ ổn rồi, mình đã lập danh sách nguyện vọng. Mình muốn thực hiện hết trước năm 30 tuổi. Mình xem danh sách nguyện vọng của cậu nào. Danh sách nguyện vọng: học trở thành một tình nguyện viên y tế đạt chuẩn. Tình nguyện viên y tế. Cậu vẫn muốn làm bác sĩ tiếp à? Tình nguyện viên thì khác. Có muốn làm cùng mình không đâu. Cơ thể mong manh này của mình chắn không chịu nổi. Không phải tại cậu muốn đi xem mây anh cơ bắp đấy chứ? Suốt ngày cậu chỉ biết xem phim thần tượng, trong đầu chứa cái gì thế hả? Thôi hỏng rồi. Sao thế? Tài khoản tuyên truyền đề xuất một bộ phim còn cho chưa mình xem, nhưng lúc bây giờ đang vừa hay mình có thể xem bù. Hồng Trần cuồn cuộn. Hồng Trần cuồn cuộn. Hồng Trần cuồn cuộn. Anh thích em thật lòng. Có thể cho anh một cơ hội không? Cảm ơn anh. Nhưng mà em không thể chấp nhận yêu của anh. Tại sao? Bởi vì em đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi. Lố quá rồi đấy. Đây không phải sự thời nào rồi mà tài khoản tuyên truyền còn đề xuất mình thể loại đánh giá xấu. Tới nhanh thế à? Thứ đồ thế này vứt vào sọt rác chỉ định. Kiểu đồ lót thế này cửa hàng chúng tôi không cho phép trả hàng đâu. Anh thấy có đồ lót nào mà được trả hàng không?
Xem ra đúng là anh không hiểu biết gì về ngành chúng tôi, toàn là cái nhìn phiến diện. Ý cô là sao? Chỉ là tôi mong có thể tìm hiểu kỹ hẳn đặc điều. Bán những sản phẩm này không phải có vấn đề về tác phong, mà là kinh doanh đàng hoàng. Anh là người đặc điều về bạn tôi phải không? Tôi còn tưởng là ai? Trong mặt mũi thì không đến nỗi nào. Nói con gái là hàng quá lứa, tôi thấy anh mới là rác ấy. Còn nữa, rõ ràng anh có bạn gái. Còn đi xem mắt làm đồ đẻo cán. Tiêu Ly, Tô Thanh Triệt, hôm nay nếu anh tới để phá đi, anh tới nhầm chỗ rồi. Chỉ là hôm ở siêu thị, tôi giành mất đồ anh muốn mua nên hơi ngại thôi. Anh không thích thì vứt đi là được. Tôi nghĩ hai có lẽ hiểu lầm gì tôi rồi. Thứ nhất, tôi thực sự không có bạn gái. Tôi cũng không hề nói cô ấy là gái cả. Không hề nói tắt tôi không muốn biết có chuyện này gì. Kết thúc tại đây. Hai chúng ta không nợ gì nhả, không tiễn. Chào buổi sáng, đội trưởng Tô. Đội trưởng Tô, đi chạy bộ à? Hôm nay tôi và Tiểu Tần Trực, chúng tôi vừa chạy xong 3 cây. Được đấy, mau vào nghỉ đi. Được, đi nào. Tiểu Tần. Tiểu Tần. Sao thế, Tiểu Tần, cô bị hen suyễn à? Đúng, thuốc. Alo, tôi ở trung tâm phức hợp cứu khẩn cấp Hải Thành. Bây giờ có một bệnh nhân suyễn. Tiểu Tần. Trung tâm phức hợp cứu khẩn cấp Hải Thành. Xe hồi sức di động. Cô ấy không sao chứ? A, phòng cấp cứu. Tất cả là lỗi của tôi. Tiểu Tần chạy bộ xong mệt quá, dở tới hội chứng tăng thông khí. Thực ra chỉ cần lấy thứ gì đó hiện tái hô hấp là sẽ đỡ. Là do tôi thiếu kinh nghiệm. Tưởng cô ấy chỉ bị suyễn nên tôi hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó. Nếu chậm một bước nữa sao? Đừng nghĩ nhiều thế. Cấp cứu cần kinh nghiệm. Chúng ta chỉ cần bồi dưỡng y tế chuyên nghiệp nhiều hơn thôi. Hay là cô về trước đi. Ở đây có tôi và Lục Quần Châu. Cô về nhà trước, đừng về đội. Được. Anh nói đúng, phương diện y tế của chúng ta quá thiếu. Người đội mình bị thương còn không cứu. Sau này làm kiểu gì đây? Tôi nghĩ là nên đi bàn chuyện hợp tác với trường. Cụ thể thế nào tôi sẽ bàn. Trại huấn luyện lần này bắt buộc phải sắp xếp tiết học cấp cứu. Bắt buộc đấy, yên tâm đi. Chắc chắn sẽ thêm vào. Lần này đúng là cơ hội tốt để mở rộng đại học Hải Thành. Dạy dỗ nên người, lấy người làm gốc. Mời vào. Giáo sư Lý, lâu rồi không gặp. Tinh thần tới rồi à, mau ngồi đi. Tinh thần. Tôi nghe nói em từ chức rồi à. Vâng. Em ấy à. Lúc đi học là học sinh xuất sắc, nhưng em cũng nên biết, bây giờ hệ thống y tế chen chân vào lắm. Tôi nghĩ mãi, có phải em muốn theo giáo sư Trương đi học tiến sĩ không? Em chuẩn bị lâu lắm rồi ạ. Tốt lắm, tôi ủng hộ em. Phương hướng nghiên cứu giáo sư Trương nhất quán với phương hướng nghiên cứu trân luận văn rất hợp với em cũng nghĩ vậy ạ. Nhưng giáo sư này, hôm nay thầy gọi em tất có việc gì khác không ạ? Suýt nữa thì quên mất. Nào, xem cái này đi. Phiếu đăng ký tình nguyện viên y tế cho đội cứu hộ đi học. Dạ, lúc nào em cũng gào đòi vào đội cứu hộ. Cơ hội tới rồi đấy. Bây giờ họ muốn thành lập một bộ phận cấp cứu cấp giáo viên. Em hợp nhất đấy. Tình nguyện viên y tế. Đúng là việc mà em rất muốn làm. Xem đi. Phiếu đăng ký tình nguyện viên y tế cho đội cứu hộ cực dạ. Ra đó đăng ký rồi tập hợp. Ra đó đăng ký rồi tập hợp. Sang bên đó đăng ký rồi tập hợp ở đó.
là cô ấy. Sao lại là anh ấy? Không trùng hợp thế đâu nhỉ? Đội trưởng Tô, thân hình này tuyệt vời luôn, đẹp trai quá. Đứng đây tỏ vẻ mê trai làm gì? Đến đây để ngắm trai đẹp à? Bọn tôi đương nhiên là vì tưởng công ích cao đẹp rồi, và cả trai đẹp nữa. Mau đi tập hợp, tạm biệt. Cô là? Chào cô, tôi là giáo viên của đội y tế. Bác sĩ Tống. Đúng rồi. Chào cô, tôi là Đinh Vĩ Linh, một trong các giáo viên trợ người mới của lần huấn luyện này. Nhưng tôi muốn hỏi chút, anh vừa nãy là ai thế? Anh ấy là đội trưởng đội cứu học dạ Hải đội trưởng. Anh ấy ư? Đội trưởng Tô vừa nhậm chức. Sao thế? Không có gì. Qua bên đó tập hợp. Đăng ký tập hợp ở đây nhé. Lý lịch của Tống Tinh Thần. Tống Tinh Thần. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Trời càng ngày càng nóng rồi đấy. Vừa huấn luyện xong. Vừa hay. Nhìn cậu kìa. Là cậu huấn luyện cho hoại họ huấn luyện cho cậu thế. Anh không biết đấy thôi. Người mới khóa này không đơn giản đâu. Nhất là người này. Bác sĩ chuyên nghiệp từ bệnh viện lớn. Hơn nữa, trông rất tươi tắn. Tôi chỉ quan tâm năng lực không phải mặt mũi. Cậu tưởng tôi là cậu à? Nghĩ. Tôn chỉ của đội cứu hộ là trong tai nạn phải cứu được nhiều người nhất có thể. Chỉ có huấn luyện nghiêm khắc mới có thể bảo đảm lúc anh chị gặp nguy hiểm sẽ bảo vệ được bản thân và bảo vệ được người anh chị cứu giúp. Khóa học huấn luyện lần này có rèn luyện thể lực, sử dụng dây thừng, cấp cứu và truyền tin tức vô tuyến. Đừng nghĩ đội cứu hội chúng tôi là một tổ chức vì cộng đồng thì có thể đến cho vui. Vượt qua bài kiểm tra của trại huấn luyện lần này chỉ là bước đầu tiên để trở thành viên cứu hộ chính thức thôi. Đúng thế. Đã gửi cho mọi người lệ quy định rồi. Bây giờ mọi người là tình nguyện viên. Sau khi vượt qua bài kiểm tra, mọi người có thể trở thành thành viên. Làm nhiệm vụ có đảm bảo? Mọi người có lòng tin không? Có. Trước khi bắt đầu huấn luyện chính thức, khởi động nhẹ nhàng trước đã. Chạy nâng cao gối 100 lần. Nghiêm. Chuẩn bị. Bắt đầu. Dừng lại đã. Cậu tên là gì? Thưa đội trưởng, tôi là Tạ Nguyên. Không được đeo thứ này trong lúc huấn luyện. Tại sao ạ? Lúc huấn luyện cường độ cao mà đeo những trang sức không cần thì có thể gây ra các hậu quả gì? Cậu có biết không? Không biết ạ. Trong khi vận động cường độ cao, nếu cậu bị va đập mạnh hoặc là không cẩn thận bị ngã thì rất có khả năng làm tổn thương bản thân cậu, thậm chí là người cậu đang cứu giúp. Tháo nó ra. Tôi nhấn mạnh lại lần nữa với mọi người, những trang sức không cần thiết như thứ này, sau khi mọi người trở thành nhân viên chính thức, trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ thì tôi không mong thấy nó nữa. Rõ chưa? Rõ. Sau khi kết thúc huấn luyện thì kiểm tra vật cấm. Chuẩn bị chạy nâng gối. Ký túc xá học viên. Chào hai chị. Đồ ăn vặt này. Đây này, cảm ơn. Tôi là Lưu Hân Vũ, đang học năm 2 ngành y. Hai chị tên gì ạ? Tôi là Châu Y Nhi, là tiếp viên hàng không. Phong thái này, đôi chân dài này, nhìn là thấy đúng ngay. Thì sao ạ? Tôi là bác sĩ Tống Tinh Thần. Đàn chị ạ, mong được chị chỉ bảo. Trong thời gian huấn luyện kín, phải nộp hết những đồ vật bị cấm. Chúng tôi sẽ gom lại giữ chung. Mong mọi người tích cực phối hợp.
trong thời gian huấn luyện kín, phải nộp hết những đồ vật bị cấm. Chúng tôi sẽ gom lại giữ chung. Mọi người tích cực phối hợp. Chào đội trưởng. Cô Tống, lâu rồi không gặp. Anh Tô đấy à? Tôi không nhận ra đấy. Sao nào? Đồ lót nữ bán khó quá, nên muốn quay lại làm bác sĩ tiếp à? Nhờ phúc của anh, cửa hàng nhỏ của tôi làm ăn rất phát đạt. Chỉ có ít thế này à? Đúng thế. Đến huấn luyện có phải đi cắm trại đâu. Lẽ nào anh muốn đích thân phòng tôi kiểm tra à? Cũng không cần thế. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh lại lần nữa, trong thời gian huấn luyện bắt buộc phải tuân thủy định của đội cứu hộ, không được sử dụng vật cấm. Đội trưởng Tô, cần gì phải tất công tới nắm thóc tôi chứ? Cô đang nghi ngờ tôi. Đối xử đặc biệt với cô. Tôi là giáo viên đội y tế tới giúp các anh huấn luyện tình nguyện viên. Đúng thế. Cô là giáo viên của đội y tế, nhưng ở đội cứu hộ, cô vẫn là người mới. Cùng tham gia tập huấn với mọi người, tuân thủ quy định của đội cứu hộ, có vấn đề gì không? Không. Sau khi kết thúc huấn luyện thì chúng tôi sẽ trả nguyên vẹn những món đồ này cho mọi người. Trong thời gian này, tôi không mong xảy ra những rắc rối. Không đáng có vì có người lén lút sử dụng những đồ vật bị cấm. Cảm ơn mọi người đã phối hợp. Gì cơ, nghiêm khắc vậy à? Đội trưởng Tô nói rồi, mọi việc đều yêu cầu nghiêm khắc, tiêu chuẩn cao. Vậy có lẽ mấy ngày tới cậu cũng không có thời gian cho mình. Chuyện nâng cấp cửa hàng thì sao? Chuyện cửa hàng chỉ có thỉnh cậu mình có bản sao? Các tài liệu cần đùng trong máy tính cậu xem thử đi. Được thôi, nhưng cậu xem, lần này có phải anh ấy thu hút sự chú ý của cậu không? Chắc không phải đâu. Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp. Thôi được rồi, mình cúp máy đây. Lúc nào rảnh sẽ gọi lại cho cậu sau. Xuống. Lên. Xuống. Lên. Xuống. Lên. Xuống. Lên. Anh ấy bắt chúng ta ôm phục là mãi làm gì, chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả. Lên. Dừng. Có vấn đề gì không? Mọi người đều tự nguyện tới đây, cho nên nếu mọi người muốn huấn luyện cũng sẽ không nói gì. Nhưng nếu đã tới đây thì phải tuân thủ quy định ở đây, tuân thủ sắp xếp ở đây. Rõ chưa? Rõ, rõ. Tất cả mọi người làm thêm 30 lần. Xuống. Đội cứu hộ cực dạ là đội cứu hộ vì cộng đồng đầu Trung Quốc. Gần như đã tham gia cứu hộ cho tất cả tai họa lớn trong nước. Là một thanh niên có chí lớn, trong 29 năm đầu cuộc đời, tôi đều sống theo đúng kế hoạch. Bây giờ có cơ hội, có thể làm một số việc muốn làm rồi. Cao thanh âm.
Này, chị tinh thần, chị có muốn ăn cơm cùng chúng tôi thôi, cậu xem này, tôi đang giảm cân đi thôi, vâng. Chị Nghệ Trúc. Anh đối xử với cô ấy khá khác biệt đấy, cậu đang nói ai? Anh biết rồi còn hỏi, nếu là cô gái khác, anh chỉ muốn đẩy người khác xa mình 10 mét. Cậu nghĩ nhiều rồi, anh là người trong cuộn sên không thấy rõ thôi. Nghĩ lại cả thanh xuân của anh xem ở cái chốn cô quạng, như trường anh, ngoài giáo viên ra anh có nói chuyện với cô gái nào hiểu hơn ba câu không? Đúng rồi, không tính cô hàng xóm cao thanh âm. Nhưng kể ra thì, sao tôi lại thấy quen quen nhỉ? Con nhà gia thế, nhân tài ngành y, dịu dàng, đoan trang, quen không? Chẳng lẽ cô ấy tới để kết những năm tháng độc thân của anh thật sao? Lại chạm vào tóc tôi. Nhưng mà kể ra thì, sao cô ấy cứ giữ dằn với anh thế? Cô ấy rồi, tôi cũng tò mò cuộc cô ấy là người như thế nào. Chị Nghệ Trúc, em nghe nói đội trưởng Tô được đội trưởng Lụn bao công sức mời tới, nghe nói còn là con chóc bộ cấp, có phải thật không? Chắc đại khái là thế. Thế đội trưởng Tô có bạn gái không? Hình như là không. Có phải anh ấy có vấn đề không? Em suốt ngày nghĩ cái gì thế? Chẳng tôn trọng người ta gì cả. Chị xem, mỗi lần anh ấy đều giữ khoảng cách an toàn với các cô gái. Đáng ngờ lắm. Hơn nữa, hôm đó em đã thử rồi, anh ấy không hề thích con gái đâu. Em thử thế nào? Nửa đêm, em gõ cửa phòng anh ấy, cuối cùng chờ mãi mà không gặp được. Sao không nói sớm? Thì ra là chị em. Đội trưởng Tô kiểm tra đột xuất đồ cấm. Phòng 214, ra đây. Trước đó đã nghiêm cấm trong phòng ngủ không được dùng bình siêu tốc. Lần sau nhất định phải cẩn thận. Đội trưởng Lục, lần sau tôi sẽ không dùng nữa. Không sao chứ? Đội trưởng Tô, được rồi, anh đừng hiểu, cô đừng nói mang nữa. Theo cái nền phòng làm việc của tôi. Coi thường huấn luyện, cố vấn y tế không quên quản quát phẩm trong lúc huấn luyện. Tôi đã nói rồi, đây là đồ tôi định bán hàng. Có vấn đề gì sao? Có vấn đề ở đâu? Đừng lại gần được không? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Không ưa tôi thì chẳng lẽ cô không thấy thân có vấn đề à? Có vấn đề gì? Vấn đề duy nhất là anh kém hiểu biết. Vừa rồi là phần lý thùy thì sức tim phổi, mọi người có thể đọc cho ngấm trước đã, lần sau chúng ta sẽ thực hành. Mọi người yên lặng nào. Chắc là nhảy cầu dao rồi, tôi đi xem. Sao lại nhảy cầu dao? Yên lặng. Tôi đã bỏ lỡ cái gì sao? Hình như tôi làm anh bị thương rồi. Tôi xem nào. Không đâu, không sao.
Muộn thế này rồi, có chuyện hỏi gì thăm thế? Vết thương của đội trưởng Tô. Anh bôi được à? Đừng ổng ẹo nữa, tôi nhẹ tay lắm. Vết thương của anh là do tôi gây ra. Xin lỗi, đã gây thêm phiền phức cho anh. Làm gì thế? Thực ra tôi cũng phải xin lỗi cô. Tôi đã tìm hiểu thứ đó rồi. Đúng là dùng để làm gọn mặt. Xin lỗi cô, trước kia tôi đã có thành kiến với cô. Nhưng tôi vẫn phải nói với cô là, xét từ góc độ khoa học, mua thứ đó chỉ là mua một bài học cho khôn ra thôi. Anh có biết hiệu ứng giả được trong tâm lý học ám thị đó là kết quả của ứng hóa học thần kinh, phản ứng dòng điện và hiệu ứng hạ lưu trong bộ não, dù chỉ là giả dược thì cũng có hiệu quả. Cái này khác với việc của mua một bài học cho khôn ra. Làm gì thế? Cô để móng tay dài vậy dễ bị thương lớp giường móng. Dừng lại. Anh điên rồi à? Mấy năm làm bác sĩ, tôi chưa làm móng bao giờ. Khó khăn lắm tôi mới được làm mạc con người không đấy. Không phải tôi cố ý cào anh. Có phải anh định việc công trả thù riêng không? Cô để móng tay như thế, không những anh dễ làm lại người đừng lại mà đây. Còn dễ làm người khác bị thương đó. Cô đứng yên đi ra. Sắp cắt xong rồi, Thanh Triệt. Cô tuổi chó à? Còn cắn người khác, tôi thấy anh mới là tuổi chó, còn là chó là sói. Sao? Đội trưởng Tô, nếu anh không thích phụ nữ thì đừng có động tay chân với phụ nữ. Cô bảo tôi không thích phụ nữ. Có phải cô hiểu nhầm gì về tôi không? Thế à? Thế anh chứng minh cho tôi xem. Chứng minh đi. Chứng minh đi. Thùng rỗng kêu to.
Trời ơi, làm móng mà họ cũng kiểm soát. Tôi không muốn bị nói này nói nọ. Nhưng hình như cũng đúng. Dù là trang sức, cũng rất nguy hiểm trong huấn luyện. Huống chi, tôi còn làm anh ấy bị thương. Nhưng ban đầu cũng không đề ra yêu cầu này. Đó là vì đội trưởng tôi không hề biết. Trên thế giới này, tất cả các cô gái đều thích làm móng. Đúng. Khoảnh khắc ấy như hòa chung nhịp đập trái tim. Bất giác đã dừng chân trong tầm mắt anh. Và thế giới nở nụ cười vì ai, xoay vòng trong tâm trí ai không nghĩ. Chẳng mỏi mệt, làm sao để cất giữ cảm giác yêu mến? Nếu ngày mai cũng là ngày nắng đẹp, có nên hẹn luôn lúc này? Đừng để em quá nhung nhớ. Nếu ngày mai mưa rơi, mau đưa tay chở che. Lại gần một chút, em sẽ nghe thấy nhịp đập tình yêu lan tỏa từng tiếng. Niềm quyến luyến tơn năm tháng tương lai đằng đẵng. Sao anh lại ở đây, giờ này? Chắc là đã tắt đèn nghỉ ngơi rồi chứ? Không phải anh cũng không nghỉ ngơi sao? Từng tập à? Từng học lúc nhỏ. Chỉ là đã lâu lắm rồi không luyện. Cho tôi thử được không? Được đấy. Tôi không biết lúc trước người giới thiệu chúng ta xem mắt đã nói gì. Nhưng nếu gây ra ảnh hưởng xấu gì với cô, thì tôi xin lỗi cô. Quen anh bao nhiêu ngày rồi, trông anh cũng không giống gường lắm lời. Có một chuyện tôi không hiểu. Chỗ này vất vả như thế, tại sao cô lại muốn vào đội cứu hộ? Vì tôi thích. Vì trước kia muốn làm không có cơ hội, cho nên bây giờ không muốn làm trái lòng mình nữa. Là sao? Cũng như bắn cung. Lúc nhỏ tôi rất thích, nhưng sau đó vì công việc, sợ bàn tay cầm dao phẫu thuật bị thương,
cho nên không chạm tới nữa. Tập trung vào. Khoảnh khắc ấy như hòa chung nhịp đập trái tim. Bất giác cây cung này hơi nặng với cô, lần sau đổi cái nhẹ hơn đi. Và thế giới. Được. Ngày mai còn phải huấn luyện, nghỉ ngơi sớm đi. Xoay vòng trong tâm trí ai không nghĩ. Chẳng mỏi mệt. Làm sao để cất giữ cảm giác yêu mến. 1-2-1. Hôm nay cậu bắt buộc phải chuẩn bị tài liệu cho buổi họp ngày mai. Không thành vấn đề. Tối qua hai người đã xảy ra chuyện gì? Quan tâm nhiều thế làm gì? Chỉ bôi thuốc cho tôi thôi. Không hiểu tình cảm. Tôi cảm thấy má xuân của anh sắp tới rồi. Được rồi, cậu đừng nói vớ vẩn nữa. Mấy hôm nay anh lạ thật mà. Anh bị bệnh nghề nghiệp lâu năm, luôn cố giữ khoảng cách với người khác. Nhưng anh lại khá gần gũi với cô ấy. Lo chuyện của cậu trước đi, vô bổ quá đấy. Ăn cơm à, bác sĩ Tống. Đội trưởng Tô đang đi vi hành à, ăn ít quá, hôm nay cô là nhân ăn nhiều vào. Nhớ giỏi đấy. Bác sĩ Tống, xe chở mô hình người, gặp vấn đề trên đường, phải một lúc nữa mới tới được. Không kịp thời gian rồi, không thể để lỡ giờ. Chúng ta làm đi. Vâng. Bây giờ, tôi sẽ dạy mọi quy trình thao tách sức tim phổi chính xác. Bây giờ, tôi và Tôn Nghệ Trúc sẽ biểu diễn cho mọi người xem. Bắt đầu, vâng. Đầu tiên, chúng ta phải xác nhận hơi thở, nhịp tim của người đó đã dừng lại chưa. Dùng phần nhạy cảm nhất trên lòng bàn tay để cảm nhận nhịp. Dùng dái tai để cảm nhận thở của người đó, có còn hay không. Điều quan trọng trọng thao tác hồi sức tim phổi là tỷ lệ nhấn ép hô hấp nhân tạo là 15:1. Thực hiện liên tiếp 5 lượt, khoảng 2 phút, rồi phán đoán lại hiệu quả ra sao. Thổi khí thật bình tĩnh, chú ý, tuyệt đối không được thổi mạnh. Trong suốt quá trình, chúng ta phải quan sát lồng ngực của người bệnh nhô lên hay không. Tiếp đó, tiến hành ép và hô hấp nhân tạo nhiều lần. Nhất định phải chú ý quan sát phản ứng thực tế của bệnh nhân. Tiếp theo, hai người một nhóm phối hợp với nhau. Nào, làm cùng tôi đi. Tạ Nguyên, cậu không có ẻ ghép nhóm à? Tôi không có. Vậy cậu ghép nhóm với tôi. Vâng. Không ổn đâu. Đội trưởng Tô, bây giờ chúng ta phải huấn luyện hô hấp nhân tạo. Cần hai người phối hợp với nhau. Tôi biết. Hay là anh làm đi. Tôi làm. Tôi và cô. Không ổn đâu. Không phải tôi và anh, là anh và Tạ Nguyên. Bệnh nhân, anh không sao chứ? Phải cấp cứu. Cánh tay không được cong. Phải mạnh tay, tỷ lệ 15:1. Tạ Nguyên, tôi bảo làm hô hấp nhân tạo. Không phải hôn. Sao cậu căng thẳng thế? Vâng.
mô hình người tới rồi. Nào, đội trưởng, anh Tạ Nguyên, mô hình tới rồi, cậu tập với mô hình đi. Mọi người tập tiếp đi. Truyền tin vô tuyến là kỹ năng mà mỗi thành viên đội cứu hốt buộc phải có. Mời mọi người điều chỉnh kênh sang đúng kênh của đội chúng ta, dựa theo hướng dẫn phát cho mọi người. Đội trưởng Tô, tôi vẫn không làm được, anh xem giúp tôi với. Đã tôi nữa, tôi cũng không biết. Của cô xong rồi, nào. Alo. Cô chỉnh đi đâu thế? Cô định nói chuyện người ngoài hành tinh à? Alo, alo. Đã rõ, đã rõ. Mọi người không cần vội. Bây giờ vẫn chưa điều chỉnh được, không sao cả. Sau khi về, mọi người làm quen với việc điều chỉnh và kiểm tra, sửa chữa vấn đề trên bộ đàm. Dựa theo hướng dẫn đã phát trước đó, ngày mai sẽ kiểm tra.